cùng Hai Nhi là hai công chúa đang đi bộ ở công viên Gia Định. Tại vì thấy nhà thấy vườn Gia Định nên là mỗi buổi sáng đều đi tập thể dục và đi bộ và chạy bộ ở công viên Gia Định này. Và cái tháng hôm nay là bà bầu đây là tháng tuần thứ 35 tuần rồi. Nên và còn 5 tuần nữa nó sanh. Nên là cái tháng cuối cùng này, 2 tháng cuối thì bà bầu hay dẫn bà bầu đi bộ buổi sáng để cho dễ sanh. À, thấy bầu không? Sushi chào cả nhà đi. Xin chào các cô, các chú. Hôm nay con là chủ nhật, con được ba mẹ dẫn đi đi tập thể dục. Chứ bình thường là Sushi đi học nên đâu đi tập thể dục được. Bữa nay thì dẫn Sushi đi tập thể dục luôn với bà bầu luôn. Dẫn bầu đi bộ để cho khỏe, cho dễ sanh nha. Tuần thứ 35 rồi nha. Còn 5 tuần nữa là sanh rồi, 5 tuần nữa sanh rồi. Cô tin vào giúp tôi đã chào đời, hoàng tử giúp chào đời rồi nha. Con trai ơi, con trai ơi. Con trai ơi, mọi người đang quay phim kìa, con trai của ba ơi. Tàu. Tàu. Chị ba. Đã, chị hai. Chị hai vô đi. Chị hai. Chị hai hung. Hai hung em đi. Wow. Đấy, hung ý. Tròn. Đạp không? Đạp. Trời, cái tháng này nó đạp dữ lắm nha quý vị. Nhiều lúc rờ cái tay như vậy nè, nó đạp văng cái tay luôn, đập ghê lắm, đập giãn lắm nè. Đứa này là cầu thủ đó nha, bây giờ nữa nha. Cầu thủ nha, cục vàng. Cục vàng có ba là cầu thủ đó nha, không phải đơn giản đâu nha. Đạp dữ lắm á. Dữ lắm đó. Đó. Thì thấy có bầu đứa này thì như thế nào? Nói cảm giác có bầu như khác với hai cô bé này như thế nào? Thật sự là khi mà Vi mang bầu lần thứ 3 đó thì rất là khác luôn, thay đổi rất là nhiều. Là do là hai bé này thì là bầu con gái thì cái mang bầu không có hiếu động, rất là nhẹ nhàng. Đến tháng cuối cùng luôn thì nó lâu lâu nó mới nhoi nhẹ thôi. Còn là riêng là tin đó là từ những cái tháng đầu tiên là 4 năm của thai kỳ là máy rất là, đã có máy rồi, máy rất là mạnh luôn. Sau đó là tới bây giờ thì là còn lại là 5 tuần nữa để là Vi sẽ bể chung á, thì là rất là hiếu động. Chứ là mỗi lần mà anh Thái mà không có ở nhà thì thôi, mà về nhà mà chỉ cần là nghe tiếng của anh Thái, hay là nghe cái tiếng là thấy anh Thái nói chuyện với lại mấy đứa nhỏ như là Su Si đó, là nó nghe, là nó biết nghe tiếng anh Thái là nó đạp. Rồi là thay đổi về cái sức khỏe cũng khác nữa. Ví dụ như là chắc là do là có thể là Vi sinh do hai bé rồi á, nên là cái sức khỏe kỳ này thì nó lại không có được như hai lần trước. Hai lần trước Vi rất là trời ơi khỏe luôn á, đi đâu cũng được hết. Nhưng mà đợt này thì là có bầu thì là rất là mệt. Nặng. Mấy tháng đầu thì bị ngén rất là nhiều. Ngén. Ói ăn rồi ói nè. Đúng 3 tháng 10 ngày Vi mới hết ói. Rồi sau đó là ói mệt luôn á, ói thấy ba ăn vô là ói ăn thôi. Cái gì cũng không tiêu. Và Vi ăn cái gì Vi cũng mắc ói hết. Ăn xong là có như là những cái món mình thích là ăn là mình ói, nhưng mà nó thiệt là cũng không thèm gì hết. Chỉ là thèm những cái đồ ăn như rau củ thôi, ăn cho nó dễ tiêu. Với lại không có dầu mỡ thì nó sẽ khỏe hơn. Còn những mình không có thèm ăn cái gì hết, chỉ thích ăn như là đồ chay, với lại thích rất là thích im lặng, thích nghe nhạc mà phải nhẹ nhàng. Đặc biệt một điều là tụng kinh, là lúc mà hai chồng tụng kinh là nó không có động, nghe im lắm, nghe im, thích nghe kinh. Dạ. Thích nghe kinh. Nói chung là Vi cũng thấy rất là hay. Vi cũng cũng hy vọng là kỳ này là Vi sẽ có chuẩn bị chào đón Putin với một cái sức khỏe năng lượng hơn nữa, để mà khỏe hơn nữa. Hai đứa đầu là vợ để thường luôn, mà đứa này thì lại tự tin không? Tự tin là khi mình để thường đó. Vi không biết nữa, tại vì thật sự là cái việc mà sanh đẻ thì cũng rất là hy vọng là hai bé trước là Vi đã sanh thường được á, thì là kỳ này thì Vi cũng sẽ cố gắng là Vi sanh thường luôn cho nó ok. Chứ mổ thì tại sợ nhiều lúc em bé mình nuôi em bé lớn á, thì là mình phải mổ, nhưng mà bằng hết sức thì Vi sẽ cố gắng là sinh thường, nhờ bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Điền
là một người rất là dễ thương, một người anh rất là dáng yêu, sẽ đỡ sanh cho Vi kỳ này. Vâng. Cũng sẵn nhân dịp đây thì Thái cũng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Điền đã chăm sóc và cho bà bầu từ lúc cấn bầu tới bây giờ. Hai đứa này cũng vậy, mặc dù là sinh bên Canada nhưng mà khi mà có bầu thì là cũng những tháng đầu tiên thì bác sĩ Điền cũng chăm sóc hai đứa con gái của Thái, và tới tháng thứ 5 thì vợ mới đi qua Canada. Đợt này thì không có đi Canada được tại vì dịch, nên là buộc là phải sinh cậu ấm này ở Việt Nam. Hy vọng là sẽ được bác Điền đỡ đẻ và bác Điền sẽ chăm sóc cho bà bầu khi lúc bà bầu sinh. Em lấy vía anh nha anh Điền, vía bự con học giỏi đẹp trai để xanh. Và một lần nữa thì gia đình của Dương Ngọc Thái và chị Ở Vi cũng như hai bé Sushi và cô Tin xin cảm ơn rất là nhiều. Cũng nhân dịp sắp đến thì Tết hôm nay cũng là ngày 29 Tết, năm 20 Tết rồi, thì Thái cùng gia đình chúc cho cả nhà mình một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc và vạn sự như ý.